Mến chào các bạn, nếu các bạn học tiếng Anh đã lâu và kể cả khi ở trong trường các bạn được điểm rất cao nhưng hễ nói tiếng Anh là ú ớ và không bao giờ có thể nói được kể cả một câu đơn giản và phản xạ, thì video này tôi sẽ chỉ các bạn cách để không chỉ nói một cách lưu loát mà còn nói đúng nữa. Cùng xem các bạn nha! Rồi, xin chào các bạn, chúng ta đã quay trở lại với cái câu thần chú đầu tiên để chúng ta có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát. Và tôi nói trước với các bạn một cái tin vừa buồn mà vừa vui. Cái tin vui đó là cái phần mà các bạn đang chuẩn bị nghe đây là cái phần rất quan trọng và chiếm tới 70% cái yếu tố thành công để các bạn có thể nói được tiếng Anh lưu loát nha. Và các bạn sẽ được cộng kèm theo một số cái khuyến mãi, đó là một cách vô tình các bạn sẽ học được một vài cái điểm ngữ pháp, mặc dù nó rất dễ nhưng rất nhiều người sai, thành ra rất là lời khi mà xem cái phần này. Tuy nhiên tin buồn đó là các bạn sẽ phải tập trung, bởi vì thà chúng ta không xem thì thôi, nhưng nếu mà chúng ta đã xem thì bắt buộc phải xem cho đúng và xem cho hiểu. Bởi vì tôi luôn luôn có một niềm tin bất biến, đó là hiểu sai còn tệ hơn cả không hiểu nha. Thành ra cái phần này nhìn đâu cũng thấy các bạn lời thôi, chỉ cần các bạn thực sự chú ý và thực sự tập trung thì 70% thành công của các bạn nằm ở phần này nha. Và tôi biết sẽ có nhiều bạn nói là nó dài, nhưng mà thưa các bạn, đây là video biên tập, tôi nói 1000 lần rồi, tôi thích cắt chỗ nào là tôi cắt thiệt. Và bởi vì càng dài thì chúng tôi dựng càng cực. Các bạn nhìn ra những trung tâm đi, để nói được tiếng Anh giỏi thì cần ít nhất là 1-2 tháng, còn bình thường là 1-2 năm. Ở đây, tất cả những gì các bạn được xem là những kinh nghiệm đúc kết của tôi hàng nhiều năm trời và gom lại trong một cái đơn vị thời gian được tính bằng phút nha. Thành ra nó ngắn lắm rồi, đừng có tham nữa cũng không được đâu ha. Rồi bây giờ ok, quay trở lại với câu thần chú đầu tiên để chúng ta có thể nói tiếng Anh lưu loát. Câu thần chú này là, nhớ kỹ giùm tôi nha, số thằng danh không cô đơn nha. Nhớ kỹ giùm tôi câu thần chú này nha. Còn giải thích nó như thế nào từ từ tôi giải thích, và tôi khẳng định với các bạn là sẽ dễ hiểu, yên tâm nha. Nhớ kỹ giùm, số thằng danh không cô đơn. Các bạn tưởng tượng có một đứa bạn tên Danh. Thằng Danh này đó thì có một cái điều may mắn là cái chữ Danh đó các bạn, nó cũng có liên quan tới danh tiếng. Thành ra các bạn nhớ câu thần chú này rất dễ. Danh có nghĩa là danh tiếng, mà cái người danh tiếng á, thường thường rất nhiều người vây quanh, người ta ngưỡng mộ, thành ra ít khi nào cô đơn lắm. À, vậy thì nhớ giùm tôi, số của thằng Danh thì không cô đơn, tức là số phận của nó đó, số thằng Danh không cô đơn. À, vậy thì bây giờ Danh ở đây trong tiếng Anh là như thế nào? Danh ở đây là danh từ đó các bạn. Danh từ trong tiếng Anh thì danh từ nằm ở trong một cái câu nào đó, không bao giờ nằm riêng một mình nó, mà nó luôn luôn phải có một cái từ gì đó nằm ở đằng trước, thể hiện cái số lượng của cái danh từ đó. Nhớ kỹ giùm tôi chuyện này. Thành ra mới có cái câu là số thằng danh không cô đơn. Chúng ta sẽ nhớ thằng danh là danh từ, và số có nghĩa là cái số gì đó nằm ở trước cái danh từ đó. À, vậy thì danh từ trong câu không bao giờ đứng một mình nó, mà luôn luôn kèm theo một cái râu ria, số thằng danh không cô đơn nha. Nói thì dễ nói nhưng mà khá khó hiểu, thành ra quất ngay một cái ví dụ cho các bạn hiểu. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ của một cái vật thể rất là phổ biến tại Việt Nam, một cái danh từ mà người Việt Nam ai cũng biết, đó là chiếc xe máy, đúng không? Cái chiếc xe máy trong tiếng Anh á, của người Mỹ á, đọc là motorbike. Tôi thì tôi quen giọng Mỹ nên thành ra tôi xin phép đọc theo cái giọng Mỹ nha, cho các bạn dễ hiểu. Đó là motorbike. Thì bây giờ chữ motorbike là một danh từ trong tiếng Anh, đúng không? Một danh từ trong tiếng Anh. Và cái từ nó nằm riêng á, thì nó chỉ là motorbike thôi. Nhưng mà trong một câu, không bao giờ chữ motorbike này nằm một mình nó hết. Nó phải có một cái gì đó ở đằng trước, ám chỉ cái số lượng của nó. Nha. Và nhắc lại câu thần chú lần nữa, số thằng danh không cô đơn, danh từ không được cô đơn, danh từ phải có cái số gì đó đằng trước, đúng không? Thì bây giờ các bạn, từ một cái danh từ này chúng ta sẽ có hai cách để thể hiện nó đúng ở trong câu nha. Các bạn lưu ý là cái phần này tôi chỉ các bạn không chỉ là chỉ các bạn nói lưu loát, mà tôi còn chỉ các bạn nói đúng nữa, chứ không phải là nói bậy nha. Thì bây giờ cái chữ motorbike này sẽ có hai cái hướng. Một hướng là thể hiện nó số lượng ít, có nghĩa là một chiếc xe. Thì một chiếc xe trong tiếng Anh nói như thế nào? À, và một cái hướng thứ hai
chúng ta nói nó với số lượng nhiều. Thì chúng ta muốn nói nhiều chiếc xe, nhiều vật thể trong tiếng Anh thì chúng ta nói ra làm sao? Đó, thì bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn cách để nói một cái vật thể, một cái danh từ trong tiếng Anh trước nha. Và trước khi tôi chỉ các bạn thì cái kiến thức này là cái kiến thức mà tôi nói rất nhiều lần rồi. Có nghĩa là phân biệt danh từ và các loại từ trong tiếng Anh. Tôi nói cái này trong cái clip về viết tiếng Anh, tôi cũng có phân biệt loại từ. Rồi clip học từ vựng, tôi cũng phân biệt loại từ. Thành ra bây giờ trong cái phần này tôi dành ra 30 giây thôi để tôi nhắc lại. Danh từ là gì? Danh từ có nghĩa là một cái từ chỉ cái tên của một sự vật hiện tượng nào đó thì chúng ta gọi là danh từ. Ví dụ bây giờ một cái sự vật nó là bằng gỗ và nó có chức năng để người ta ngồi lên thì cái tên của sự vật đó là gì? Đó là cái ghế. Thì cái ghế là danh từ. Đó. À, bây giờ một cái con vật nào đó nó nhỏ nhỏ, nó dễ thương và cái tiếng kêu của nó là meo meo thì tên của cái sự vật đó là gì? Đó là con mèo. Đó. Vậy thì con mèo là danh từ nha. Nhớ tất cả mọi thứ, cái tên của một sự vật hiện tượng nào đó thì chúng ta gọi đó là danh từ nha. Ok, quay trở lại với ví dụ về motorbike, có nghĩa là chiếc xe, đúng không? Thì bây giờ chúng ta muốn nói một chiếc xe ở trong tiếng Anh thì chúng ta có một vài cách như thế này. Thứ nhất là các bạn cho con số 1 ở đằng trước chiếc xe máy thì chúng ta sẽ nói là one motorbike. Và cái này hoàn toàn đúng ngữ pháp. Nhà muốn nói một chiếc xe thì one motorbike, đúng không? Dễ ha. Và câu thần chú là gì? Số thằng danh không cô đơn. Trước thằng danh từ phải có một cái số gì đó chứ nó không bao giờ cô đơn, nó không bao giờ đứng một mình nha. Bây giờ tiếp theo, số 1 là đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta có một cách khác để nói số 1, đó là chúng ta thêm chữ ờ hoặc là chữ an ở đằng trước danh từ. À, thì trong tình huống này chúng ta sẽ có a motorbike, cũng có nghĩa là một chiếc xe máy. Vậy thì bây giờ khi nào chúng ta dùng a, khi nào chúng ta dùng an? Các bạn để ý nè, ở chữ an á nó giống y như chữ a thôi, chỉ có khác một cái nó có thêm chữ n ở đằng sau. Chữ n này các bạn suy diễn nó ra thành chữ nắp cho tôi. Cái nắp đó, với tất cả những cái danh từ mà ở đằng trước có thể đóng nắp được thì chúng ta sử dụng chữ an. Bây giờ tôi lấy cái ví dụ là cái motorbike này đi nha. Cái từ này ở đằng trước có đóng nắp được không? Các bạn có chữ motorbike này ở đằng trước, các bạn có thêm bất cứ cái âm nào vào được không? Đâu được. Nhưng mà bây giờ một cái ví dụ khác, ví dụ như là chữ trái cam đi, orange, orange, đúng không? Thì bây giờ ở đằng trước các bạn có thêm bất cứ một cái âm nào khác được không? Các bạn thêm chữ S vô cho tôi. Chữ S ở đây nó sẽ đọc trải qua chữ orange, trở thành chữ sorange, đúng không? Hoặc là chữ G giùm tôi coi, nó sẽ trở thành gorange, đúng không? Hoặc là chữ cờ giùm tôi coi, nó sẽ trở thành corange. Có nghĩa là nó có thể đóng nắp được ở đằng trước cái từ đó. Vậy thì những danh từ mà ở đằng trước có thể đóng nắp được thì chúng ta sử dụng chữ an để thể hiện số 1 nha. Vậy thì với cái danh từ này, trái cam, chúng ta có thể nói là one orange hoặc là an orange. Tuy nhiên với chiếc xe máy thì ở đằng trước không thể nào đóng nắp được thì chúng ta sẽ phải sử dụng a motorbike nha. Dễ ẹt có cái gì đâu. Bây giờ cũng là số lượng một cái, một chiếc xe, nhưng mà chúng ta sẽ có một cách nói khác để thể hiện nó, đó là chữ the nha, the motorbike. Thì khi mà chúng ta nói chữ the ở đằng trước một danh từ thì người ta vẫn hiểu đó là một chiếc xe máy, nhưng chiếc xe máy này là một chiếc xe máy mà người nói đã biết trước đó. À, bây giờ tôi lấy các bạn một cái ví dụ các bạn hiểu liền luôn. Ví dụ nha, bây giờ bữa nay là thứ hai đi, bạn đi tới cửa hàng xe máy của một anh tên Tèo. Bạn nói anh Tèo ơi, em muốn mua một chiếc xe. Thì bây giờ em muốn mua một chiếc xe thì thưa các bạn biết chiếc xe đó là chiếc xe gì chưa? Ở trong cửa hàng xe máy đó, nào là Wave, nào là Dream, nào là SH, Honda, Yamaha, Suzuki, đủ thứ hết, chưa biết sẽ mua chiếc nào. Thì khi các bạn nói em muốn mua một chiếc xe thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ one motorbike hoặc là a motorbike, bởi vì chúng ta chưa biết cụ thể chiếc xe đó là gì nha. Nhưng mà giả sử các bạn đi vòng vòng và các bạn lựa được chiếc xe là một chiếc SH chẳng hạn, và các bạn lựa luôn cái chiếc màu đỏ, và các bạn tính tiền, các bạn phát hiện ra mình còn thiếu 5 triệu, mình chưa đủ tiền mua chiếc này, thì mình hẹn anh ơi, anh giữ giùm em chiếc xe này nha, em về em lấy tiền rồi chút nữa em quay lại em trả. Thì 2 tiếng đồng hồ sau bạn quay trở lại, anh ơi em trả tiền cho chiếc xe anh ơi. Thì chiếc xe ở đây là cái chiếc SH hồi nãy á, là cái chiếc mà cái người nói á đã biết được trước đó và có ý định nói về một cái chiếc xe họ đã có khái niệm trước đó, họ đã đề cập trước đó, họ đã biết và quen thuộc trước đó. Thì trong cái tình huống cái chiếc xe chúng ta thể hiện này, chúng ta sẽ sử dụng the
motorbike. À, vậy thì chữ đờ đặt ở đằng trước một danh từ rất dễ hiểu thôi. Nó thể hiện bạn đã biết về sự vật đó trước rồi. À, vậy thì bây giờ số lượng ít thì chúng ta thêm. Thứ nhất là one, số 1 ở đằng trước. Thứ hai là a hoặc an. Thứ ba là gì? Là the, để thể hiện cái số lượng một chiếc xe máy. Và chiếc xe máy này chúng ta đã biết nó trước đó. Thấy chưa? Thấy dễ không? Đó, thì cái này cũng là ngữ pháp đấy. Nhưng mà thôi, tôi hẹn các bạn một ngày khác để nói về ngữ pháp nha. Riêng cái phần này tôi chỉ các bạn cách nói thôi. Và cốt lõi tôi nói rồi, 70% ở phần này. Và nắm được phần này thì qua những phần khác thì hơi bị pro đó. Nên để ý, cố gắng xem. Và tôi thấy nó cũng dễ hiểu mà, đúng không? Đó, bây giờ chúng ta qua cái phần số lượng nhiều. Vậy thì trong cái lời nói, chúng ta muốn nói một cái sự vật nào đó mà cái số lượng nó nhiều hơn một thì nói là gì? Thì bây giờ đơn giản thôi, chúng ta cho con số lớn hơn một ở đằng trước cái danh từ đó. Ví dụ hai chiếc xe máy đi, two motorbikes. Và hãy nhớ ở đằng sau thêm chữ s vào cho tôi là xong nha. Thêm chữ s ở đằng sau. Thì bây giờ muốn nói hai chiếc xe máy rất dễ, two motorbikes, xịn cái ha. Hoặc là ba chiếc, three motorbikes. Hoặc là 10 chiếc, 10 motorbikes. Rồi, đơn giản như vậy là nói đúng á ha. Thì cách đầu tiên của số nhiều, tôi nói lại, đưa cái con số trên 1 vào trước danh từ và cho chữ s ở đằng sau danh từ là xong, là nói ngon lành ha. Cái cách thứ hai, chúng ta muốn nói nhiều hơn một cái vật thể, chúng ta thêm chữ some ở đằng trước cho tôi. Some có nghĩa là một vài thứ, một vài cái. Khi mà chúng ta nói some motorbikes, nhớ là có s ở đằng sau luôn nha. Some motorbikes có nghĩa là chúng ta nói một vài chiếc xe. Chúng ta không biết rõ ràng chính xác là bao nhiêu chiếc, nhưng mà chúng ta biết rõ luôn đó là có nhiều hơn một chiếc, thì chúng ta sử dụng chữ some motorbikes nha. Ví dụ các bạn thấy nguyên đám người nó tới nó quậy một cái shop nào đó, bạn thuật lại, bạn không nhớ chính xác mấy người thì bạn nói một cái băng á, tầm mấy đứa không biết rõ nữa, nhưng mà some people, à, some people có nghĩa là một vài người không biết rõ ha. Thì đó cũng là một cách sử dụng làm số nhiều. À, cách thứ ba, cách này cũng khá dễ. Cách này là sử dụng chữ the. À, cũng là chữ the, the motorbikes. Thì ở đây cũng y chang như chữ the bên cái số lượng ít kia. Các bạn nói tới nhiều chiếc xe và các bạn đã biết nhiều chiếc xe này trước đó rồi. Quay trở lại với cái tình huống mà các bạn đi mua xe lúc nãy của anh Tèo. Giả sử các bạn không mua một chiếc mà các bạn mua hai chiếc đi, thì các bạn quay trở lại các bạn nói, các bạn sẽ đổi thành the motorbikes, đúng không? Rất dễ. Vậy thì các bạn đã thấy hai hướng rồi, đúng không? Một hướng là thể hiện một cái danh từ trong một cái câu nói. Thì các bạn thấy rất đơn giản để các bạn có thể nói một cái vật thể nào đó ở trong tiếng Anh. Một cái người nào đó hỏi em muốn mua mấy trái trứng, thì ít nhất các bạn cũng phải biết là muốn nó mua mấy cái chứ, và nói sao cho đúng chứ, đúng không? Thì đó là cái bí quyết để các bạn lấy từ cốt lõi của một câu. Bây giờ tôi tin là các bạn đã có được trình độ của một cái em bé rồi, ít nhất là 3 tuổi, 4 tuổi rồi, nói một cách hoàn toàn đúng và hoàn toàn tự nhiên. Còn muốn nói dài hơn thì yên tâm, tôi sẽ chỉ sau. Nhưng mà muốn nói dài hơn thì phải nói được cái khúc ngắn ngắn này nha. Ở đây các bạn sẽ phải để ý thêm một điều nữa cho tôi. Trong cái phần mà các bạn thể hiện cái số lượng nhiều đó, có một điều mà các bạn phải để ý, đó là ở đằng sau của một cái danh từ, khi mà ở số lượng nhiều, các bạn sẽ phải thêm chữ s vào. Tuy nhiên sẽ có một số cái danh từ nó rất là cà chớn, thêm chữ S không được, phải thêm chữ E và chữ S, chúng ta tạm gọi là ES. Vậy thì bây giờ mấu chốt, khi nào chúng ta thêm S và khi nào một cái danh từ ở đằng sau cuối chúng ta thêm ES? Rất dễ thôi. Tin vui cho các bạn là gần như là 90+% các bạn thêm S, chỉ có khoảng một chút xíu phần trăm là các bạn thêm ES thôi. Và cái quy tắc để chúng ta nhớ cũng rất dễ. Một cái danh từ nào đó kết thúc bằng một trong những cái cụm từ sau thì thêm ES vào cho tôi. Đó là, à hên quá, sẵn có cái chiếc xe máy đang ví dụ nha, thì chúng ta sẽ dựa vào cái câu này, ông chính sửa xe số dách nha. Đó là cái từ viết tắt được phân ra của những cái từ ở trên màn hình các bạn thấy đó. Các bạn nhớ giùm tôi câu thần chú, ông chính sửa xe số dách. Tất cả những danh từ nào kết thúc bằng một trong những cái ông chính sửa xe số dách thì thêm ES vào cho tôi. Và tôi nói các bạn á, tôi sẽ giúp các bạn học cái câu ông chính sửa xe số dách nó dễ. Các bạn để ý là chiếc motorbike của các bạn bị hư, thì bây giờ các bạn phải kiếm một cái người sửa xe giỏi, thì người sửa xe giỏi đã có ông chính rồi, đúng không? Nhưng mà ông chính này sửa xe không phải là dạng thường. Ông chính sửa xe rất giỏi, mà chữ rất giỏi vẫn chưa đã, phải một cái chữ số dách xuất sắc á. Đó, thì chúng ta nhờ ông chính sửa xe số dách. Đó, thì bây giờ chúng ta đã nhớ được rồi, đúng không? Thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ rõ ràng luôn. Ví dụ như chữ bus đi,
chữ bus là cái xe buýt đó các bạn. Thì các bạn nhìn cái đuôi của nó coi. Bây giờ tôi muốn nói 5 chiếc xe bus. Thì 5 là gì? Là 5, đúng không? Bây giờ chữ bus, nhìn cái đuôi nó coi. Ông chính sửa, à có chữ sửa ở đây, thêm ES vào cho tôi nha. Đó là buses, buses. Đó, us, thêm chữ us vào ES, đọc là is hoặc là us cũng được. Đó, tùy các bạn thôi. Thì bây giờ đưa vào buses. Đó, dễ, có gì đâu. Hoặc là bây giờ cái chữ người anh hùng đi, hero. À, thì ở đằng sau của cái danh từ này là chữ gì? Ông, rồi dính chữ ông liền, hay chưa? Thì bây giờ sao? Muốn nói một vài người anh hùng thì chúng ta nói sao? Some heroes, xì ra cái ra xong nha. Những cái mà đằng sau nó cũng không đóng nắp á, thì chúng ta không cần phải đọc là it. Và nhớ nha, cũng là cái nắp ở đây á, hero mà đọc là hero it thì kỳ quá, nên thôi đọc là xì thôi. Chỉ có những cái mà có cái âm ở đằng trước có thể bắt âm qua đó, giống như là buses lúc nãy á, thì chúng ta mới đọc thôi nha. Và cái cách mà phát âm tiếng Anh á, tôi cũng có một cái bài dạy các bạn rồi luôn. Đó là cái bài phát âm tiếng Anh nha. Lên YouTube gõ từ khóa web 5 ngày phát âm tiếng Anh thì sẽ ra thôi, tôi chỉ hết rồi nha. Và đôi khi có những cái bài tôi đợi lâu lâu tôi mới làm á, bởi vì tôi muốn các bạn học những bài trước thì các bạn mới tiến bộ được những cái bài này nha. Vậy thì bây giờ chúng ta đã xong hết rồi các bạn ơi, chúng ta đã xử lý được thằng danh rồi. Và câu thần chú là gì nhớ không? Số thằng danh không cô đơn, danh từ không bao giờ nằm riêng một mình nó, mà phải kèm theo một cái gì đó ở trong câu. Đương nhiên sẽ có những ngoại lệ, nhưng mà những ngoại lệ luôn luôn là số ít, nên thành ra các bạn nghe theo tôi cái cách xử lý này là các bạn đã khá khá rồi đó. À, và đừng có tham quá. Bây giờ tôi mặc định các bạn là đang mới biết bò thôi, thì bây giờ tôi chỉ các bạn đi trước. Khi mà các bạn hấp thụ hết kiến thức của tôi, các bạn đi nó vững rồi, các bạn muốn bay, muốn nhảy, muốn chạy gì tùy các bạn. Còn bây giờ đừng tham, tham quá cũng đâu được. Các bạn đã ngồi một chỗ bao lâu rồi cũng vì cái sự tham của các bạn đó nha. Xem lại bản thân mình và từ từ tiết chế cái sự tham lam lại nha. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ khác, chúng ta cùng làm bài tập nha, cho nó dễ biết cách sử dụng danh từ trong một câu, cho nó rành rẽ, cho nó ngon lành. Bây giờ giả sử cái đồng hồ đi nha, tiếng Anh là gì? Watch. À, thế bây giờ tôi muốn nói số lượng ít của cái đồng hồ, một cái nói sao? À, dễ đúng không? One watch. Nhưng mà one watch có phải là cách nói duy nhất không? Không phải, còn một cách nói nữa, đó là a watch. À, nhớ là đằng sau phải chờ lên cái cho nó đúng cách đọc nha, a watch. Và tôi muốn nói một cái đồng hồ mà tôi biết trước đó rồi, giả sử như cái đồng hồ trên tay của tôi thì là gì? The watch. À, dễ rồi. Bây giờ qua số nhiều, bây giờ muốn nói bốn cái đồng hồ, four watch, đúng không? Bảy, nhìn cái đuôi nó coi, có ông chính sửa xe số giá không? Ông chính, chữ chính, đúng không? Chữ chờ. Vậy thì phải đọc là four watches. Dễ, không thể nào mà khó được, thiệt luôn các bạn. Tôi chỉ như thế này rồi là chỉ có tập trung là nhớ luôn sau khi mà tắt cái video này. Nhớ luôn, thiệt. Nói vậy thôi chứ rảnh rảnh coi lại nha, không coi quên đó. Rồi, bây giờ một vài cái đồng hồ nói sao? Some watches. À, và những cái đồng hồ mà chúng ta đã biết trước đó, đó là the watches. Lấy một ví dụ nữa. À, cho các bạn ngon lành luôn. Bây giờ trái táo đi. Trái táo tiếng Anh là gì các bạn? Cái này là ông nào xài điện thoại cũng biết hết. Apple, đúng không? Quá nổi tiếng. Apple là trái táo đó. Trái bơm miền Nam gọi đó. Thì bây giờ một trái táo chúng ta gọi sao? One apple, đúng không? Nhìn coi cái chữ apple có đóng nắp được không? Thêm chữ cờ vô coi, đọc là capple, đúng không? Thêm chữ g vô coi, đọc là gapple. Thêm chữ nhờ vô coi, đọc là nhapple. Rõ ràng là cái từ này đóng nắp được. Thì đóng nắp được phải lấy cái ở đằng trước có cái nắp là chữ an. Vậy thì chúng ta đọc là an apple. Đọc nhanh, chữ n nó sẽ nối âm đóng nắp qua luôn. Đó là an apple, đều đúng luôn ha. Và đặc biệt, một trái táo mà chúng ta đã biết trước đó rồi, chúng ta đã có ý định về nó trước đó rồi, thì chúng ta có đọc là the apple hay không? Không, chúng ta đọc là the apple. Và nhớ, những cái danh từ ở đằng trước mà có đóng nắp thì thay vì đọc là the, các bạn sẽ đọc là the, the apple. Chỉ như vậy thôi là nhớ nha. Bây giờ qua số nhiều, two apples. Xem ở đằng sau có ông chính là sửa xe số giá không? Không có thì thêm chữ S vô xì thôi, có gì đâu. Two apples, some apples và the apples. Đấy, quá dễ, trời sao dễ dữ vậy các bạn ha. Và các bạn biết nhiêu đây thôi là 70% rồi đó. Tôi hứa các bạn mà, các bạn sẽ nói được rất dài và rất lưu loát. Nhưng đây là nền tảng nha. Thành ra các bạn đừng có thấy nó đơn giản mà coi thường. Không qua được cái phần này là không qua được phần sau đâu. Khó lắm nha, kiên trì.
Và hãy nhớ mục tiêu của các bạn xem cái clip này đến thời điểm này, đó là các bạn muốn nói chuyện lưu loát và đặc biệt là nói đúng chứ không có nói bậy. Đây là nền tảng cho các bạn nha. Đó là cái đầu tiên, xử lý số thằng danh không cô đơn. Và các bạn đã nắm được 90% về danh từ rồi. Bây giờ tôi sẽ bật mí thêm cho các bạn một cái chiêu nữa nha. Một cái chiêu nữa cũng là vào danh từ luôn. Nhưng mà phải nhớ, sẽ có những danh từ mà nó không đếm được, nó không cho số vào được. Và cách phân biệt những cái danh từ này cũng rất dễ thôi. Các bạn cho cái số ở đằng trước nó đó, và nếu các bạn thấy nó kỳ kỳ á, thì đây chính xác là những danh từ không có đếm được nha. Ví dụ bây giờ chiếc xe máy đi, các bạn cho số ở đằng trước coi thử coi. Một xe máy được đúng không? Một cái xe máy được đúng không? Nhưng mà bây giờ muối đi nha, muối ăn đó, các bạn đặt số ở đằng trước coi được không? Một muối bậy bạ nha, hoặc là một cái muối bậy bạ. Thì những cái mà như muối đó các bạn là không đếm được á, thì chúng ta xử lý cái danh từ này rất dễ thôi. Một là chúng ta để nó một mình à, trong câu để nó một mình. Muối tiếng Anh là gì? Salt. Để duy nhất một chữ salt là được, vẫn đúng. Nhưng mà nó nằm một mình có nghĩa là nó là những cái danh từ không đếm được nha. Còn những cái mà tôi dạy các bạn lúc nãy giờ các bạn phải nhớ nha, đừng có nhớ bậy bạ qua lại. Còn nếu mà chúng ta sử dụng chữ the salt, có nghĩa là cái muối này mình đã biết nó trước rồi, theo cái cách dùng của chữ the nha. Đơn giản thôi. Và những cái thứ khác cũng như vậy. Nước chẳng hạn, một nước được không? Nước uống nha, chứ đừng nói là đất nước. Một nước được không? Bậy, một cái nước cũng không được. Vậy thì water cũng sẽ phải xử lý theo cái cách như vậy nha. Hoặc là để nguyên một chữ water ở trong câu luôn. Và khi mà chúng ta sử dụng cái chữ water, có nghĩa là chúng ta muốn nói chung chung, hoặc là chúng ta nói một cái nước nào đó mà chúng ta chưa có suy nghĩ thấu đáo và kỹ càng về nó trước. Còn chúng ta muốn nói the water thì chúng ta nói ám chỉ một cái nước nào đó mà chúng ta đã biết trước đó rồi nha. Thì đơn giản như vậy thôi. Đó là những cái ngoại lệ của những cái không đếm được. Nhớ nha, danh từ mà không đếm được thì một là để nó một mình, hay là thêm the vào đằng trước để ám chỉ mình biết nó rồi. Còn những danh từ nào mà đếm được, hãy xài như là tôi chỉ các bạn hồi nãy giờ. Thì bây giờ tôi tin các bạn đã có thể xử lý thằng danh. Mỗi danh từ các bạn đã biết cách sử dụng sao cho đúng rồi đó. Và đây là cốt lõi nha. Nhớ ôn đi ôn lại nhiều lần, và cảm thấy mình đã xử lý thằng danh, và mình đã nhớ được cái câu thần chú số thằng danh không cô đơn rồi, thì bây giờ tôi chỉ các bạn một cái câu thần chú tiếp theo. Và khi mà các bạn nắm được câu thần chú tiếp theo này thì các bạn đã có thể nói được một cái câu khá là ngăn ngắn rồi nha. Câu thần chú này có tên là cái gì? Đó là chó điên. Mến chào các bạn, chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của bài giảng ngày hôm nay. Đó là cái bài giảng làm thế nào để nói tiếng Anh một cách lưu loát. Và đặc biệt không chỉ là lưu loát mà còn nói đúng. Nói đúng mới quan trọng, chứ nói lưu loát mà nói tầm bậy thì nói làm chi, đúng không? Và cái phương pháp này tôi đã bật mí với các bạn cách đây vài giây. Đó là câu thần chú chó điên. Tôi biết là sẽ có khá nhiều bạn cảm thấy khó chịu, nhưng mà tôi thực sự rất mong các bạn thông cảm cho tôi. Tôi vẫn luôn luôn muốn giảng bài một cách gần gũi và dễ chịu nhất có thể. Đối với tôi, ví dụ những người nói chuyện và xưng hô với nhau, thì tôi cho rằng thôi nha, đỉnh cao của nó là mày và tao nha. Khi mà hai đứa bạn nói với nhau thì thân nhất là mày và tao thôi. Và những ngôn ngữ gần gũi nhất là khi chúng ta không có gì để mà dè chừng nhau cả nha. Ngôn ngữ không có xấu cũng không có tốt, chỉ có cái tâm của người nói là xấu hay tốt thôi. Thành ra tôi xem các bạn như là những người đang ngồi với tôi trong một chiếc chiếu trải ra, và chúng ta cùng ngồi uống trà, cùng ngồi đàm đạo, cùng ngồi chém gió. Đó là cái mục đích của tôi nha. Nên cho phép tôi được nói các bạn với một cái ngôn ngữ thực sự là gần gũi và đời thường. Những gì mà các bạn hàng ngày nhìn thấy người ta nói ở ngoài đời thì tôi sẽ mang những ngôn ngữ đó lên trên video ha. Rồi quay trở lại với câu thần chú chó điên. Thực tế cái tên của cái câu thần chú này, trước đây tôi dạy cho học trò của tôi thì nó có tên là chó đực. Nhưng mà gần đây tôi thấy có khá nhiều những bài hát sử dụng chữ điên, vô tình nó trùng với chữ đờ mà tôi sử dụng trong câu thần chú này. Bài hát Con Điên, rồi đặc biệt là một bài hát tôi rất thích, rất ý nghĩa, đó là bài Thằng Điên. Thì tôi thấy sẵn các bạn đã rất quen thuộc với chữ điên rồi, nên thôi tôi sẽ lấy chữ điên đó áp vào cái công thức trước đó của tôi, và nó trở thành một cái tên mới gọi là chó điên ha.
Rất dễ nhớ đúng không? Câu thần chú đầu tiên đó là số thằng danh không cô đơn. Câu thần chú số 2 đó là chó điên. Và các bạn nhớ hai câu này thì các bạn cũng nói được khá những câu ngắn rồi đó nha. Vậy thì cái cách vận hành của cái câu thần chú này là gì? Dễ lắm các bạn. Chữ chờ trong chữ chó nó tượng trưng cho chủ từ nha. Còn chữ đờ trong cái chữ điên nó tượng trưng cho động từ. Vậy thì chủ từ cộng với động từ là một cái công thức căn bản nhất của một câu để chúng ta bắt đầu nói tiếng Anh. Vậy thì tôi sẽ giải thích sâu hơn một chút xíu nữa về chủ từ và động từ. Chủ từ là gì? Là cái từ mà phát sinh ra hành động. Còn động từ là gì? Là những từ chỉ hành động. Ví dụ như đi là cái hành động đi, đúng không? Đấy, thở, một cái hoạt động, một cái hành động nào đó. Và cái từ chỉ nó thì đó là động từ. Đó, rất đơn giản. Ngồi có phải là động từ không? Đúng rồi, hành động đó, đúng không? Suy nghĩ có phải là động từ không? Đó, hành động, suy nghĩ. Cái từ chỉ một hành động nào đó là động từ. Rất nhiều. Bay cũng là động từ, chạy cũng là động từ, đi cũng là động từ. Rất nhiều. Và tôi cũng đã giải thích thế nào là động từ ở trong khá nhiều những bài giảng dạy tiếng Anh trước đó của tôi nha. Các bạn có thể xem lại. Tôi để một cái link ngay ở cái comment đầu tiên của cái video này nha. Vậy thì bây giờ chủ từ và động từ, tôi lấy một cái ví dụ nha. Ví dụ như là câu tôi khóc nha. Vậy thì tôi là chủ từ và khóc là động từ. Cái cách nhận ra chủ từ rất dễ. Chủ từ là cái phát sinh ra cái động từ kế tiếp. Vậy thì ai là người tạo ra cái hành động khóc? Tôi chứ ai. Vậy thì tôi là chủ từ, khóc là động từ. Đó, rất là dễ nha, rất rất dễ. Vậy thì bây giờ chúng ta phân ra nữa để chúng ta có thể nói một cách lưu loát và đúng nha. Trong tiếng Anh, chủ từ có thể là gì? Có thể là, thứ nhất là từ xưng hô, có nghĩa là chữ I, chữ you, đó, kiểu như vậy. Xưng hô là xưng, I là gì? I là tôi, you là bạn, đúng không? Đó, kiểu như vậy, rất đơn giản. Hoặc là tên, ví dụ như tôi tên Tèo, thì Tèo cũng có thể là chủ từ. Đó là một cái từ xưng hô, cái tên. Rất đơn giản. Và cái loại chủ từ thứ hai, đó là danh từ cũng có thể là chủ từ. Ví dụ con chó nó chạy thì con chó là danh từ, chạy là động từ, đúng không? Trong tình huống này con chó nó phát sinh ra một cái động từ là chạy thì con chó là chủ từ. Rất đơn giản. Vậy thì các bạn đã hiểu cái thằng chủ từ rồi đúng không? Chủ từ có thể là, thứ nhất, từ xưng hô, và thứ hai là danh từ. Và nhớ nha, trong tiếng Anh thằng danh không cô đơn. Thành ra giả sử trong một câu thì chúng ta phải có số lượng gì đó ở đằng trước danh từ. Cái này tôi đã dạy các bạn ở phần trước đó rồi ha. Bây giờ qua tới phần động từ nha. Trong tiếng Anh á, thì trong một cái câu á, khi mà chúng ta nói chuyện bình thường ở hiện tại á, thường thường động từ đi sau chủ từ nó sẽ có hai hình thức. Một là chúng ta để nguyên động từ đó. Hai là chúng ta sẽ thêm s vào đằng sau của động từ đó nha. Tôi đang nói là ở thời điểm hiện tại nha. Và bởi vì chúng ta nói chuyện thì đa số chúng ta nói chuyện ở thời điểm hiện tại. Có một cái nghiên cứu ở nước ngoài á, đối với người bản ngữ á, thì 47% nội dung họ nói là ở quá khứ và 49% nội dung họ nói là ở hiện tại nha. Và các bạn biết đó là người bản xứ đó. Còn với những người mà sử dụng ngôn ngữ một cách phổ biến, ngôn ngữ tiếng Anh toàn cầu, thì gần như là tất cả đều nói ở thì hiện tại nha. Thành ra tôi dạy các bạn cách nói, các bạn cứ nói ở thì hiện tại cho tôi, đặc biệt là trong văn nói, thì đảm bảo với các bạn người nước ngoài họ sẽ hiểu và họ sẽ có thể hiểu đúng các bạn nha. Và hãy nhớ cái nguyên tắc tôi đã nói lúc nãy ở đầu video, cho các bạn thời gian được hoàn thiện. Trước khi biết chạy thì hãy biết bò trước, hãy biết đi trước. Nhớ kỹ nha, đừng có tham, tham không có được đâu nha. Rồi ok, vậy thì bây giờ nhào vô lấy ví dụ luôn cho dễ hiểu nha. Chứ mà nói lý thuyết thì mệt lắm, nhào vô nói luôn. Ví dụ bây giờ, giả sử tôi đang đi dạo, tôi nhìn từ xa tôi thấy một con chó đang chạy. Tôi muốn nói bằng tiếng Anh con chó chạy, thì tôi nói như thế nào? Ứng dụng giùm tôi một cái công thức chó điên. Đầu tiên là chủ từ, thứ hai là động từ. Đó, chủ từ là gì? Phân ra liền. Có thể là xưng hô, có thể là danh từ. Trong trường hợp này muốn nói con chó chạy thì phải sử dụng danh từ. Vậy thì danh từ là cái gì? Con chó là gì? Con chó là dog, đúng không? Nhưng ứng dụng cái công thức lúc nãy, tôi muốn các bạn từ từ vận dụng quen. Những thứ này nó sẽ xẹt qua các bạn, nửa giây thôi là các bạn nói được. Đó chính là phản xạ nói tiếng Anh nha. Con chó là gì? Dog, đúng không? Và câu thần chú, số thằng danh không cô đơn. Vậy thì con chó này nhìn coi, mình đã biết nó chưa? Nếu biết nó rồi thì sử dụng the dog. Nếu chưa biết, một con chó xa lạ, thì sử dụng gì?
a dog. Giả sử trong tình huống này tôi thấy một con chó lạ quắc rồi. Nên tôi sử dụng a dog. Rồi, tiếp theo là chạy. Chạy là gì? Tiếng Anh chạy là run. Nha. Tôi đã dạy các bạn một cái bài về học từ vựng. Nhớ học từ vựng nha. Phải có từ vựng mới đưa vào đây ráp được nha. Cái bài này giúp các bạn kết nối những cái từ vựng lại và nói cho nó đúng, và nói bằng luôn. Đương nhiên là phải có luyện tập, nhưng tôi khẳng định với các bạn làm theo phương pháp này là bằng không nói nhiều nha. Thì bây giờ chạy là run, đúng không? Bây giờ run là động từ. Thì tôi nói với các bạn lúc nãy rồi đó, động từ thì sẽ có hai hướng. Một hướng là để nguyên, và một hướng là thêm S ở đằng sau. Thì bây giờ nguyên tắc khi mà chúng ta gặp động từ chúng ta để nguyên, đó là khi, khúc này quan trọng để ý nha, khi mà các bạn nhìn vào chủ từ, nếu các bạn thấy chủ từ đó có bạn ở trong, hoặc là chủ từ đó nó nhiều người, nó đông vui, thì các bạn để nguyên cho tôi, không tác động gì hết. Động từ như thế nào để y chang như vậy nha. Lặp lại một lần nữa chậm nha. Động từ để nguyên khi chủ từ, một là có tôi ở trong, hai là đông vui nha. Còn thêm S thì ngược lại, đó là gì? Đó là khi chủ từ không có tôi ở trọng và không đông vui nha. Nói thì khó, quất vô một cái là hiểu liền. Ví dụ con chó chạy đi, đúng không? Tôi ghi trước là a dog run. Chữ run tôi cứ để nguyên như vậy đi, tôi chưa thay đổi gì cả. Thì bây giờ nhìn vào chủ từ đi, a dog. Phân tích thử coi, có mình ở trọng không? Không, không có tôi ở trọng. Con chó mà làm gì có tôi ở trọng, đúng không? Có đông vui không? Ở đây có một con chó thôi. Đông vui kiểu gì? Vậy thì thêm S ở đằng sau, a dog runs. Đó, như vậy là đã nói được tiếng Anh rồi. Nói một câu rất ngắn. Đừng có gấp, từ từ tôi sẽ chỉ các bạn nói những câu dài hơn. Nhưng mà bây giờ là thành công rồi đó. Ít nhất mình nhìn một cái sự vật, mình đã biết cách nói nó ở một cái dạng thức ngắn nhất có thể. Vậy thì bây giờ chuyển qua con người đi. Chuyển qua con người chạy đi. Giả sử tôi chạy đi. I, tôi là ai đúng không? I run. Đó, thì bây giờ nhìn chữ run coi. Nhìn chữ run coi. Xem có chia gì không? Có thêm S hay là gì đằng sau không? Phân tích chủ từ là ai? Có tôi ở trong không? Có. Ai là tôi đó? Đúng không? Ai là tôi? Và có tôi ở trong thì đằng sau để nguyên I run. Chấm hết nha. Dễ không? Quá dễ. Lấy tiếp một cái ví dụ chữ chạy này nữa luôn. Từ từ tôi làm các bạn thấy là ghiền luôn á. Bây giờ các bạn đang đi học và các bạn nhìn ở bên kia đường á, thấy hai đứa bạn của bạn, thằng Tuấn với lại con Tuột đi. Thằng Tuấn với con Tuột chạy, đúng không? Thì bây giờ bạn muốn nói nó bằng tiếng Anh là gì? Tuấn and Tuột run. Chữ run từ từ để đó. Phân tích coi, có mình ở trong không? Tuấn và Tuột không có mình ở trong. Nhưng mà đông vui không? Đông vui, tại vì hai người trở lên, đông vui. Vậy thì ở đằng sau đó có S không? Không có S. Tuấn and Tuột run. Dễ không? Quá dễ. Lấy tiếp một ví dụ nữa. Giả sử trong tiếng Anh một cái từ xưng hô, đó là chữ we. We có nghĩa là chúng tôi hoặc là chúng ta. Chuẩn bị nha, có một cái cuộc chạy đua việt giả đi ha. Nguyên đám nhảy vô chạy nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói bằng tiếng Anh cái hành động đó là gì. We run. Thì chữ run bây giờ là một cái chữ xử lý, xem có xì một cái không trong quá trình nói thực tế. Thì bây giờ một là chữ we đó, là chúng tôi hoặc là chúng ta đó. Có mình ở trong không? Có. Chúng tôi, chúng ta, đương nhiên phải có cái người nói ở trong rồi, đúng không? Và đông không? Đông. Chúng tôi, chúng ta ít nhất phải là hai người. Vậy thì không thêm S để nguyên. We run là xong, đúng không? Dễ không các bạn? Quá dễ. Và sẵn bây giờ quất luôn cái hành động này. Bây giờ con Lan đi, con Lan nó chạy. Thì Lan có mình ở trong không? Không có. Lan là Lan, đúng không? Đông vui không? Có mình Lan. Vậy thì thêm S ở đằng sau. Lan runs. Đó, chúng ta đã nói được rồi các bạn. Đương nhiên cái câu này nó ngắn lắm, nhưng mà ai muốn phát triển thì cũng phải đi từ 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 từ. Nhớ kỹ nha. Thì với cái động từ này, tôi lưu ý với các bạn, chúng ta tiếp tục ứng dụng cái nguyên tắc ông chính sửa xe số dách vào. Đó là chúng ta đa số chúng ta thêm S vào đó khi mà chúng ta cần chia trong những tình huống không đông vui và không có mình trong đó nha. Chúng ta vẫn ứng dụng cái phương pháp ông chính sửa xe số dách vào, và sẽ có một số động từ chúng ta thêm ES vào đằng sau. Cũng dễ thôi, không có cái gì khó đâu. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ nha. Các bạn có coi đá banh không? Đá banh á, thì trong cái thuật ngữ đá banh có một cái chữ là chuyền á các bạn, chuyền bóng á. Cái từ này là từ pass, P-A-S-S là chữ pass. Vậy thì bây giờ chúng ta coi đá banh và chúng ta muốn nói cái hành động chuyền bóng. Giả sử Ronaldo đang đá banh đi và Ronaldo chuyền bóng, thì bây giờ chúng ta chia như thế nào nha. Đầu tiên là Ronaldo là tên, ghi lại Ronaldo nha. Pass để đó, đúng không? Ronaldo pass. Nhưng bây giờ thử phân tích coi, thử phân tích Ronaldo có mình trong không? Không. Ronaldo là Ronaldo mà, đúng không? Có đồng vui không? Có mình Ronaldo à. Vậy thì biết là phải thêm S. Nhưng mà nhìn ở đằng sau
nhìn ở đằng sau xem nó có ông chính sửa xe xuống dắt hay không. Ở đây có chữ S, ông chính sửa, vậy thì thêm chữ ES vào, đọc là Ronaldo passes. Đó, lấm liền luôn là đúng, không chạy đâu khỏi nữa. Đấy các bạn đã tập được cách nói rồi đó, và nói đúng trong một cái gì đó căn bản và dễ dàng nhất có thể nha. Vậy thì nhớ giùm tôi, ông chính sửa xe xuống dắt được sử dụng ở hai trường hợp. Nếu muốn biết ông chính sửa xe xuống dắt sử dụng trong danh từ như thế nào, xem lại phần đầu tiên của clip này nha. Và còn cái phần trong động từ thì tôi vừa nói rồi đó nha. Bây giờ một rừng các ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Không có cái gì khó cả, thiệt luôn á các bạn, rất là dễ. Tôi chỉ hy vọng là sau cái clip này các bạn nói được một cách phản xạ những câu ngắn ngắn như thế này. Còn những câu dài dài, yên tâm, từ từ tôi dạy các bạn làm một rào luôn. Tôi hứa với các bạn và các bạn sẽ làm được. Nhưng với điều kiện các bạn làm được những thứ căn bản như thế này trước đi nha. Còn các bạn muốn bay nhảy gì tùy các bạn, không có gì khó đâu nha. Ví dụ bây giờ các bạn đi du lịch ở bên Anh đi nha. Ở bên Anh các bạn thấy một cái xe bánh mì, một cái cửa hàng bánh mì đi chứ quên, chứ cũng không có cái xe bánh mì, nó không giống Việt Nam đó. Thì bây giờ các bạn lấy hết can đảm vào để mua một cái bánh mì, và tiếng Anh của các bạn thì rất hạn chế. Thì một trong những cách mà tôi chỉ các bạn làm là các bạn đi thẳng vào cái quầy bánh mì, các bạn chỉ vào cái bánh mì mà các bạn muốn mua đó, và các bạn nói giùm tôi chữ tôi mua và chỉ vào cái đó, thì người ta sẽ hiểu là bạn muốn mua cái đó. Đấy, vậy thì bây giờ tôi mua là gì? Đầu tiên tôi là ai? Đúng không? Mua là gì? Mua là buy. Vậy thì có tuổi trọng không? Có, đúng không? Thì bắt đầu, I buy là xong. Công nhận không? Rất là dễ ha. Lấy một cái ví dụ khác. Giả sử bữa nay đi karaoke, vô trễ, thấy mấy đứa bạn nó đang hát. Thấy thằng Tùng với lại con Mỹ hát, đang hát song ca. Thì phải nghĩ ngay trong đầu, quất tiếng Anh liền. Tùng và Mỹ hát là sao? Đầu tiên bằng ra liền, Tùng and Mỹ. Hát là gì? Sing. Thì bây giờ sing có xì hay không? Có S ở đằng sau hay không? Rất dễ. Phân tích Tùng và Mỹ. Có mình trống không? Không có mình. Nhưng mà có đông vui không? Có đông vui. Vậy thì để nguyên. Đó, dễ thôi. Vậy thì bằng ra liền, Tùng and Mỹ sing là xong. Dễ không? Tôi cũng có một cái bài về phát âm tiếng Anh rồi các bạn, tìm lại xem nha, để mà có được cái ngữ điệu bạn nói người ta hiểu. Nhưng bây giờ tôi chỉ các bạn nói những câu đơn giản, yên tâm. Sau cái này là tôi biết nhiều bạn sẽ thay đổi lắm đó, chứ không phải đùa đâu. Bây giờ qua tới một cái ví dụ khác nha. Các bạn đi vô đi Cần Giờ chơi đi, và các bạn đi chung với một cái đoàn người nước ngoài. Các bạn vào, các bạn thấy mấy con khỉ nó nhe răng ra nó cười với bạn. Các bạn muốn nói cái câu lũ khỉ cười để mà thể hiện tao biết tiếng Anh với những bạn người nước ngoài đi kế. Thì bây giờ lũ khỉ là gì? Lũ khỉ là những con khỉ đó, đúng không? Và những con khỉ thì phải là số nhiều. Con khỉ là gì? Là monkey, thêm chữ S vào đằng sau nha, monkeys. Cái này xem kỹ cái phần số thằng danh không cô đơn là chắc chắn là biết nha. Nên là xem kỹ cho tôi. Xem tới thời điểm này mà cảm thấy hơi mơ hồ thì xem lại, bình thường thôi. Xem lại thì cũng chỉ tốn vài chục phút à, chứ mà đi học trung tâm cũng mấy tháng. Nó tính thử coi cái nào gọn hơn nha. Monkeys. Và mấy con khỉ này có biết số lượng cụ thể không? Sao nó nhiều thì cứ để là the monkeys. Tại vì những con khỉ này là những con mà chúng ta ý là những cái con quỷ ở đằng kia đó. Đó, mấy con đó, đó đó. Thì chúng ta có thể nói là the monkeys, những con khỉ mà chúng ta ý thức trước, để ý trước nha. Chúng ta có thể nói the monkeys. Cười là gì? Cười là smile, smile. Vậy thì ở đây có mịn trọng không? Không. Con khỉ mà có mịn gì? Nhưng mà có đông vui không? Có, nhiều con. Thì chúng ta có thể bằng qua nói tiếng Anh với cái thằng kế bên. Hey, the monkeys smile. Đó, thì chúng ta đã nói được rồi đó. Đó, đơn giản những câu ngắn nha. Đừng có coi thường những câu ngắn như thế này, không phải dạng vừa đâu. Đây là những cái hạt giống cho các bạn đó, đừng bao giờ coi thường nha. Lấy tiếp ví dụ, ví dụ bao la luôn. Tôi nói là các bạn phải nói được, không nói dài được thì cũng phải nói ngắn nha. Các bạn thấy con gà nó đi, sáng thức dậy thấy ngoài đường có con gà đi, thì con gà là gì? Chicken. Nhưng mà ở đây có mấy con? Một con. Nhớ nha, số thằng danh không cô đơn, một con. Vậy thì a chicken đó, nhẩm nhẩm trong đầu. Đi là gì? Go. Nhưng mà thấy đằng chữ go thì phải để ý nha. Nhìn vào chủ từ xem có đông vui không? Không đông vui. Có mình ở trọng không? Không có mình ở trọng. Thì phải làm sao? Phải ở đằng sau phải thêm S vào. Nhưng mà lại thấy cái chữ go này là gì? Nó dính vào chữ ông chính sửa xe số dách. Thấy chữ ông rồi thì phải có ES vào. Vậy thì cả câu bằng ra điện, không ngập ngừng gì cả. A chicken goes. Xì răng cái là xong. A chicken goes. Đó, dễ không các bạn? Nhưng mà bây giờ thấy hai con đi. Hai con thì sao? Two chickens. Đúng không? Two chickens. Rồi sao nữa? Vẫn là go.
Bây giờ nhìn vào chủ từ coi, từ từ các bạn sẽ tự động nha. Bây giờ các bạn mới, tôi phải phân tích các bạn chậm chậm, chứ các bạn quen rồi, nửa giây là các bạn nghĩ ra. Nên các bạn đừng có nói là cái này là dịch mà làm chậm lại, không có đâu. Từ từ nó tự phản ứng à. Thì bây giờ nhìn đi, two chickens. Có mệnh trong không? Không có mệnh. Tại hai con gà mà. Và có đông vui không? Hai con đông vui. Phải thi đằng sau. Để Nguyên. Two chickens go. Để Nguyên không thêm SES gì cả. Ha, rất là dễ. Vậy thì bây giờ tôi hy vọng sau cái khúc này á, các bạn đã ứng dụng được công thức chó điên. Muốn nói một cái gì đó, quốc chữ chó trước là chủ từ. À, chủ từ thì có gì? Có từ xưng hô, có tên riêng đúng không? Và có danh từ. Và danh từ thì lại phải nhớ là số thằng danh không cô đơn. À, có gì đâu, dễ dàng. Rồi chữ điên là gì? Chữ điên là động từ. Đó, động từ thì bắt đầu chia theo cái gọi là phương châm là có mình ở trọng hay không và có đông vui hay không là lụm. Đó. Đó là ngữ pháp luôn đó. Nhưng mà các bạn thấy không? Để ý một chút xíu thì mọi thứ nó đơn giản, nó dễ lắm nha. Ở đây bây giờ tôi sẽ nói một cái ngoại lệ với các bạn. Đối với động từ, khi mà chúng ta thêm ES đó, thì trong tình huống này bên cạnh ông chính sửa xe số dách, nó sẽ có thêm một cái nữa để mà chúng ta thêm ES vào nằm ngoài đó. Đó là khi mà ở đằng cuối của một cái động từ mà có một chữ Y dài và bị đóng nắp nha, bị đóng nắp, thì chúng ta sẽ chuyển nó trở thành chữ Y ngắn và thêm ES ở đằng sau. Đóng nắp có nghĩa là gì? Các bạn nhớ rồi đúng không? Có nghĩa chữ Y nó có thể thêm vào chữ R thành chữ Ri, có thể thêm vào chữ G thành chữ Ghi, có thể thêm vào chữ M bằng chữ Mi, ví dụ như vậy. Đó là nó bị đóng nắp đó. Vậy bây giờ tôi lấy một câu đơn giản kiểu như là con Hằng khóc đi, thì chúng ta sẽ ghi là Hằng khóc là gì? Cry, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phân tích coi Hằng có mệnh trọng không? Không có mệnh trọng. Có đông vui không? Không có mình Hằng à. Vậy chắc chắn ở đằng sau phải thêm S hoặc là ES. Nhưng chúng ta thấy một cái chữ Y và ở đằng trước nó bị đóng nắp là chữ R rồi. Chúng ta sẽ phải viết lại thành Hằng cries, nghĩa là chúng ta đổi chữ Y dài thành chữ Y ngắn. Đó là một cái ngoại lệ thôi, tôi dạy thêm cho các bạn nha. Ví dụ bây giờ một cái từ khác, chim bay đi. Một con chim nó bay nha, một con chim bay, thì chim là gì? Bird. Nhưng mà số thằng danh không cô đơn, một con thì one bird hoặc là a bird, đúng không? Bay là gì? Fly. Đó, lại là cái này nữa. Thì bây giờ một con thì có mệnh trọng không? Không có mệnh trọng. Có đông vui không? Không đông vui luôn, có một con mà. Vậy thì chắc chắn ở đằng sau này phải thêm S hoặc là ES. Chúng ta lại nhìn thấy chữ Y dài và trước nó bị đóng nắp, đúng không? Thì bây giờ đổi nó thành a bird flies. Đấy, là xong. Rồi, ok. Đó là phần mà tôi hướng dẫn với các bạn trong ngày hôm nay. Ở cái số nói tiếp theo của cái series nói tiếng Anh này, tôi sẽ chỉ các bạn nói dài hơn, nói từ khoảng 5 cho tới 7 chữ à, rồi cái tiếp theo nữa là 10 chữ, nhiều chữ hơn. Tức là chúng ta bắt đầu một cái hành trình có thể nói dài hơn. Nhưng mà tôi biết sau cái bài này thì các bạn cũng nói được sơ sơ rồi. Ít nhất các bạn bập bẹ, cũng phải bập bẹ cho đúng nha. Còn rất nhiều những thứ khác chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn nói nó dài hơn. Và bởi vì web 5 ngày, từ đầu tôi định hướng không phải là một cái nơi để dạy tiếng Anh. Tôi chỉ dạy các bạn tiếng Anh để bổ sung thêm vào đời sống của các bạn, cũng như là với đặc biệt là những bạn làm kinh doanh thì có thể biết tiếng Anh để làm kinh doanh nó tốt. Đấy, cập nhật những thứ mới. Thành ra chúng tôi rất là muốn được lắng nghe cái phản hồi của các bạn. Và tôi luôn luôn làm việc theo một cái phương châm, đó là nếu mà tôi làm dở thì tôi ngưng luôn, tôi không làm nữa. Bởi vì nó không có ý nghĩa trong đời sống. Thành ra tôi rất mong các bạn sẽ để lại cho tôi một cái đánh giá nào đó. Và tôi tạm lấy cái lượt like nha. Tôi tạm lấy cái lượt like là một cái dấu hiệu để biết được liệu những gì mà tôi dạy các bạn có được vận dụng và có ý nghĩa hay không nha. Nếu mà kể từ cái thời điểm xem cái clip này và tôi thấy được cái lượt like nó trên 20.000 like thì chúng tôi biết là các bạn yêu thích video này và tôi sẽ làm cái phần tiếp theo hướng dẫn các bạn nói được nhiều từ hơn, 5, 7 hoặc là 10 từ, nói cho nó dài dài chút xíu cho nó oai trong cái phần tiếp theo của cái series học tiếng Anh các bạn nha. Đó là cái mà tôi mong các bạn để lại cho tôi một cái đánh giá trên 20.000 like, chúng tôi xem đó là một dấu hiệu và tiếp tục làm nha. Còn dưới thì đương nhiên tôi hiểu là mình sẽ cần phải cố gắng nhiều, chúng tôi sẽ tiếp tục trao dồi và hẹn các bạn cái bài đó vào một cái dịp khác khi mà chúng tôi cảm thấy nó hữu ích hơn nha. Ok, đó là những gì mà chúng tôi hướng dẫn các bạn trong bài giảng hôm nay. Tôi hy vọng xem xong cái này là bằng bằng nha, có thể nói được, không nói dài được nhưng có thể nói ngắn được. Và đó là một hành trình để chúng ta tự tin hơn khi nói tiếng Anh các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo.